Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhé. Lời đầu tiên thì cho mình gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Trong cái thời gian nhạy cảm dịch bệnh hoành hành như thế này thì các bạn có đi đâu, đi ra ngoài thì cũng nhớ đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân và người thân trong gia đình nhà mình nhé. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh diễn ra rất là phức tạp nên là cũng ảnh hưởng không nhỏ đến những công ty đang phát triển, những công ty điện tử. Vì vậy cái tình trạng thất nghiệp của các anh chị em xảy ra rất là phổ biến. Và để giải quyết nhu cầu thất nghiệp của các anh chị em, hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2020, mình thì đang đi xuống khu nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để review một số công ty, một số bảng tuyển dụng đang tuyển dụng trong cái tháng 8 này của khu nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để các bạn tham khảo nhé. Bây giờ thì mình mới đi đến gần đến khu cổng chào của khu nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang thôi các bạn. Đây là cổng chào khu nghiệp các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi vào đây để review những cái bảng tuyển dụng đang tuyển các bạn ạ. Và đây là công ty đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn. Công ty này thì đang tuyển công nhân nữ độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi và tuyển công nhân chính thức các bạn nhé. Và vị trí tuyển dụng là vị trí của QC, tổng thu nhập từ 9 đến 13 triệu. Địa chỉ là lô 9, khu nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Có số điện thoại là 0204 2484 566 gặp Mr. Tùng hoặc là 0972 172 682 các bạn nhé. Công ty thứ hai thì mình muốn chia sẻ với các bạn. Công ty này thì có cả làm xuyên ngày các bạn nhé. Và công ty này có địa chỉ là lô 7, khu nghiệp Vân Trung, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Yêu cầu tuyển dụng là từ độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi, thu nhập bình quân hàng tháng là từ 9 đến 13 triệu, một mức thu nhập cũng rất là cao đúng không các bạn? Lương cơ bản thì 4,5 triệu cộng phụ cấp thì tất cả rơi vào khoảng từ 1,5 đến 2 triệu tùy từng vị trí các bạn nhé. Tuyển dụng miễn phí và sẽ không thu bất kỳ khoản phí nào của người ứng tuyển. Các ứng viên thấy phù hợp thì hãy vui lòng liên hệ với số điện thoại là 0983 270 932 gặp Mr. Hà các bạn nhé. Và công ty thứ ba mình muốn chia sẻ với các bạn đó là công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì Apex Việt Nam và có địa chỉ là lô 6, khu nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Công ty này thì có vốn đầu tư 100% của người Hồng Kông, chuyên sản xuất bao bì và giấy cao cấp các bạn nhé. Những vị trí tuyển dụng như sau. Một, đó là tuyển công nhân nam nữ trong độ tuổi lao động, nhanh nhẹn, chịu khó và chăm chỉ. Hai là tuyển nhân viên văn phòng biết tiếng Trung và 4 kỹ năng, ưu tiên người có kinh nghiệm trong ngành bao bì các bạn nhé. Chế độ đãi ngộ tốt, thu nhập hấp dẫn, có quầy 3 mini và tủ lạnh các bạn ạ. Tăng ca và đóng bảo hiểm dựa trên mức lương cơ bản và phụ cấp tùy từng vào vị trí các bạn nhé. Thâm niên 6 tháng là 150.000, 1 năm là 300.000, 2 năm là 600.000, 3 năm là 800.000, 5 năm là 1 triệu đồng và 7 năm trở lên là 1 triệu 200.000 đồng các bạn ạ. Tăng lương dựa theo năng lực làm việc của các bạn và thưởng Tết và các ngày lễ Tết khác các bạn nhé. Sếp thì dễ tính và rất là hòa đồng các bạn ạ. Các bạn liên hệ với số điện thoại là 02043 856 111 hoặc là 0982 063 194 hoặc là 0336 611 918 các bạn nhé. Các bạn nhanh tay lên để gọi điện và được ứng tuyển vào những cái vị trí phù hợp công ty nhé. Công ty thứ ba mình muốn chia sẻ với các bạn đó là công ty này cũng đang tuyển dụng công nhân các bạn nhé. Không yêu cầu về bằng cấp, độ tuổi từ 18 đến 45, trung thực, thật thà, nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công việc, chấp nhận ứng viên khuyết tật, cầm đĩa các bạn nhé. Quyền lợi thì các bạn được tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thân thể đầy đủ theo quy định của nhà nước và ký kết hợp đồng sau tháng thử việc nhé các bạn nhé. Công ty này làm việc thì sẽ được nghỉ 2 thứ bảy và 4 chủ nhật, được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty theo quy định các bạn nhé. Và số điện thoại để các bạn hãy liên hệ với số điện thoại như sau: 0204 626 3088 các bạn nhé. Và công ty thứ tư mình muốn chia sẻ với các bạn là công ty trách nhiệm hữu hạn Jungjin Vina các bạn nhé. Thông báo tuyển dụng, tuyển gấp, số lượng là 200 lao động. Công ty thì hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bản mạch gia công các bạn ạ. Phúc lợi của công ty là làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, không độc hại, sạch sẽ, tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể theo quy định, đảm bảo lương và phúc lợi đầy đủ cho người lao động, phỏng vấn trực tiếp vào 10 giờ sáng và 14 giờ chiều từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Và số điện thoại để các bạn liên hệ thì hãy liên hệ với số điện thoại là 0222 3688 123 các bạn nhé. Địa chỉ là lô 1, khu nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Và mình vừa chia sẻ xong 4 công ty đang tuyển dụng công nhân trong cái tháng 8 năm 2020 các bạn nhé. Các bạn yêu quý kênh của mình thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để đón xem những cái bảng tuyển dụng và những cái bảng ứng tuyển lần sau của mình nhé. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.